cho cái viền nè, là người ta dán lại bằng keo và rất là tỉ mỉ, hầu như là không có bị lem vô cái viền luôn. Chào mọi người trở lại Happy Channel. Trên bàn mình là những chiếc nón bóc Revo nhưng cái màu rất là lạ phải không? Một cái là màu trắng có hạt camai kim tuyến rất là đẹp, và bên đây là cái màu hồng, và màu hồng này cũng có hạt camai kim tuyến luôn. Hai cái nón này là bên mình gửi sơn lại và sơn một nơi rất là uy tín, ở chỗ mà sơn những cái xe Honda, xe ô tô luôn á, cho nên cái độ hoàn thiện của cái màu sơn cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Hổm thì mình có giới thiệu những cái nón sơn lại là cái nón màu đen bóng rồi, và cái nón đó cũng sạch hàng. Hôm nay có nhiều bạn đặt hàng order trước nhưng mà tiếc một điều là cái màu sơn nó hiện tại bên chỗ sơn của mình đang hết, cho nên mình giới thiệu những cái màu mới, bạn nào thích thì có thể tham khảo nha. Và màu này nó cực kỳ độc đáo, cực kỳ đẹp luôn nha. Bóc Revo hiện tại đang có ưu đãi rất là nhiều á. Hôm bữa mình ưu đãi là mình giảm tới 200.000, từ 1.600.000 giảm còn 1.400.000, nhưng mà các bạn thông cảm, những cái nón mà sơn lại như thế này á, mình bỏ ra tới 300.000 sơn đặng, cho nên mình sẽ bán đúng giá là 1.600.000, nhưng mà ưu đãi cho các bạn là tặng thêm cái kính gương này trị giá 350.000 và tặng thêm một cái bộ lót trị giá 380.000 nha. Lót này là ở trong đây nè, các bạn có thể tháo gỡ ra được nha. Nhưng mà nào thích những cái nón màu trắng hoặc màu hồng như thế này, hoặc là mua cho Honey mình thì tranh thủ nha. Tất nhiên là tặng kính gương này, nhưng mà kính màu trong suốt bạn vẫn còn, mà có tới hai kính nặng. Và riêng chỉ có dòng này và dòng TRC T18 là có thêm cái option là cái kính nano màu trong suốt hoặc là màu khối, giúp các bạn đi trời mưa trời lạnh không bị bấm hơi thở. Nó giống như cái kính bình thường mà gắn pin lốc á, nhưng mà kính bình thường gắn pin lốc các bạn đi trời nắng á, nó sẽ chói, nó không có rõ ràng, nó không có đã. Mà kính nano thì nó cực kỳ ưu việt luôn, tại vì các bạn đi trời nắng thì nó cực kỳ thoải mái luôn, nó không có bị ló khi ánh sáng trượt qua hai lớp khác nhau. Rồi còn đi trời mưa, đi trời lạnh thì nó không bám hơi thở, cho nên ưu việt cực kỳ luôn. Cái nón này thì mình đã từng khẳng định rất là nhiều rồi, cái khả năng mà đội của nó, cái mút nó rất là mềm, rất là êm, và cái kiểu dáng nó độc đáo khác biệt rất là nhiều với những cái nón khác. Kính thì bật lên xuống rất là mượt. Các bạn mua cái nón này đi tour đến những cái địa điểm du lịch chụp hình á, bỏ cái nón mình lên, nhiều bạn sẽ không biết đó là nón gì luôn. Nó cực kỳ khác biệt, nó không có giống nón du hy, nó không có giống như lệ thai, nó cũng không giống như là KYT hoặc là những cái nón phổ biến khác. Nhìn nó rất là đã, rất là chắc luôn ha. Mức giá tốt, kiểu dáng khác biệt vượt trội, còn được tặng quà cực kỳ nhiều luôn. Và đặc biệt cái màu sắc này không bao giờ có trên những cái nón full face khác các bạn. Những cái nón full face khác nó có màu trắng là màu trắng tinh, chứ màu trắng camai mà lung linh huyền ảo giống vậy là không có đâu. Và đặc biệt là màu hồng này còn hiếm nữa nè, chỉ có sơn lại và tìm đúng chỗ sơn đẹp thì mới được như vậy thôi. Sờ lên không có chút xíu gợn. Cho cái viền nè là người ta dán lại bằng keo và rất là tỉ mỉ, hầu như là không có bị lem vô cái viền luôn. Nó đẹp lắm, nó rất là xuất sắc luôn. Và bên mình á, những bạn nhân viên cũng có là biển thủ về, là mấy bạn nó dành trước mua một hai cái để tặng bạn gái của mình rồi, cho nên số lượng nó không nhiều. Lên video này mình không bao giờ mình quảng cáo, tại vì số lượng không có đủ để bán đâu. Và cái chuyện sơn nó cũng tốn nhiều thời gian quá, phải tháo gỡ mút, tháo gỡ lót, tháo gỡ mấy cái hốc gió mấy cái này ra hết, rồi cất rồi đem đi sơn khoảng nửa tháng mới xong. Nó quá tốn thời gian, mình sợ trong thời gian nó bị lạc mắt nữa, cho nên không có dám mà sơn một lượt nhiều các bạn. Chỉ là sơn một lần mười mấy cái gì đó, xong thấy kết quả ok hết thì mới gửi sơn tiếp. Cũng phải thử màu nữa, ví dụ như sơn ra màu này màu hồng nè, mà sơn qua cái màu gì tím tím tái tái chắc ăn hết luôn á, tốn chi phí mà còn bán không được nữa thì rất là khổ. Còn cái này chắc chắn là bán được, bạn nào thích thì tranh thủ sớm nha. Nhưng bạn nào ở xa đặt hàng hay là tính ghé cửa hàng nào có thể báo để bên mình điều hàng qua trước nha. Rồi cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.